thỏa thuận khu vực Trung Đông và cứu sinh cho Iran và Mỹ giữa căng thẳng hạt nhân. 2023, đúng 5 năm kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, và cũng là hơn 2 năm kể từ khi đương kim Tổng thống Joe Biden khởi động nỗ lực khôi phục thỏa thuận này. Thế nhưng bất chấp nhiều kỳ vọng, ông Biden đã không thể hồi sinh kế hoạch hành động toàn diện chung, hay còn gọi là JCPOA. Một phần nguyên nhân của thất bại này là lỗi của chính quyền Mỹ. Trong các cuộc đàm phán ban đầu, ông Biden đã do dự trong việc thúc đẩy Quốc hội Mỹ ủng hộ một sáng kiến chính sách đối ngoại mới. Ngoài ra, thỏa thuận thất bại cũng là do hệ quả từ sự cố chấp của Iran. Khi vấn đề thương lượng kéo dài, Tehran đã đề ra rào cản và nhiều yêu cầu, trong đó bao gồm cả việc Mỹ phải đảm bảo là các đời tổng thống tiếp theo sẽ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Điều kiện này đối với Mỹ đơn giản là không thể đáp ứng. Chính vì thế, gần như không có tiến triển nào đạt được trong các cuộc đàm phán kể từ tháng 9 năm 2022. Mỹ và Iran sẽ còn rất lâu mới đạt được một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng. Mời quý vị cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này qua góc nhìn quốc tế ngay sau đây. Thất bại của Mỹ và sự cố chấp của Iran. Trớ trêu thay, chương trình hạt nhân của Tehran giờ đây lại phát triển hơn bao giờ hết. Theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Iran đã làm giàu uranium tới 84%, tức là chỉ còn thiếu một điểm phần trăm nữa đã đạt được độ tinh khiết, có thể chế tạo vũ khí. Iran được cho là đã tích trữ đầy đủ vật liệu phân hạch được làm giàu để tạo ra các quả bom. Theo một số quan chức Lầu Năm Góc, quốc gia Hồi giáo này hiện đã có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân hoạt động được trong vòng vài tháng. Họ cho rằng do sai lầm chiến lược của cựu Tổng thống Donald Trump, Iran đã trở thành một quốc gia hạt nhân trên thực tế. Washington đã tự vặn mở con ốc và để cho Iran tiến tới vũ khí hóa hạt nhân. Ngay cả khi các cuộc đàm phán được nối lại, JCPOA cũng khó có thể được cứu vãn. Chương trình hạt nhân của Iran giờ đã trở nên tiên tiến và rất khó để họ chịu bị kiềm chế thông qua các thỏa thuận. Thêm một yếu tố nữa là môi trường chính trị ở phương Tây không thuận lợi cho các cuộc đàm phán hiệu quả. Làn sóng biểu tình chống chính phủ đã bùng nổ ở Iran trong những tháng cuối năm 2022. Nhưng chính quyền Tehran đã mạnh tay đàn áp. Phản ứng đó không thể khiến Mỹ và phương Tây làm ngừa để giảm bớt lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, đây lại là một phần cần thiết để đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran. Thêm vào đó, sự ủng hộ của Iran đối với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cũng tạo ra sự phản cảm trong dư luận phương Tây. Trong trường hợp Washington sẵn sàng làm lừa và giả bỏ nhiều biện pháp trừng phạt để khôi phục JCPOA, thì vẫn không ai có thể chắc chắn là liệu các nhà lãnh đạo Iran có thể hoàn tất thỏa thuận hay không. Nhưng một phần trong nỗ lực ngăn thỏa thuận JCPOA sụp đổ hoàn toàn, các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ đang cố gắng xây dựng kế hoạch B. Do vậy, toa thuốc mới nhìn chung vẫn là các chính sách giống nhau, gồm biện pháp trừng phạt quốc tế, các hành động cô lập, hoạt động bí mật, tập trận quân sự và mối đe dọa vũ khí. Những điều này đều vô tác dụng trong việc kiềm chế tiến bộ hạt nhân của Iran trong hai thập kỷ qua. Ông Ali Vaez, giáo sư Đại học Georgetown, kiêm giám đốc dự án Iran tại nhóm khủng hoảng quốc tế, cùng ông Vali Naz là giáo sư nghiên cứu Trung Đông và quan hệ quốc tế của Đại học Johns Hopkins, đã có bài phân tích về chính sách của Mỹ. Theo đó, dường như Nhà Trắng đã theo đuổi dạng thỏa thuận mới, tạm gọi là hành động ít hơn để giảm thiểu. Hoa Kỳ vẫn duy trì hầu hết các biện pháp trừng phạt, nhưng cung cấp một phần cứu trợ để đổi lại, Tehran sẽ đóng băng các khía cạnh rắc rối nhất của chương trình hạt nhân, như làm giàu uranium cấp độ cao. Tuy nhiên, phía Tehran tuyên bố rõ là họ không quan tâm đến cách sắp xếp này của Washington. Theo hai vị giáo sư, nếu Mỹ và châu Âu muốn ngăn chặn Iran trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân mà không dùng đến biện pháp chiến tranh để tấn công nước này, thì cần phải thiết lập cách tiếp cận ngoại giao mới. Và thời thế có vẻ đang rất thuận lợi vì các sự kiện gần đây ở Trung Đông đã tạo ra cơ hội cho Mỹ và châu Âu. Một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể không khả thi, nhưng khi các chế độ quân chủ Ả Rập ở Vịnh Ba Tư củng cố mối quan hệ với Tehran, một thỏa thuận khác của khu vực có khả năng kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời không để Iran có thêm cơ hội can thiệp vào bán đảo Ả Rập. Triển vọng của thỏa thuận khu vực đang ngày càng rõ hơn cho tương lai phía trước. Không giống như JCPOA, thỏa thuận khu vực mới có thể nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia gần Iran, giúp thỏa thuận được duy trì bền vững hơn rất nhiều. Giáo sư Ali Vaez và Valina dự đoán thỏa thuận khu vực sẽ mang lại cho Iran cứu trợ kinh tế lâu dài. Thỏa thuận có thể ngăn chặn vĩnh viễn chương trình hạt nhân của Iran và buộc nước này chấm dứt sự hậu thuẫn dành cho các nhóm phiến quân gây bất ổn trong khu vực. Đây rõ ràng là một đợt đàm phán mà thế giới đang rất cần. Triển vọng thỏa thuận khu vực giữa các nước Trung Đông. Trong chính sách ngoại giao hạt nhân với Iran, phương Tây đã theo đuổi những thỏa thuận giao dịch hạn hẹp. Ví dụ, nhiều điều khoản trong JCPOA sẽ hết dần hiệu lực theo thời gian, hoặc cố tình phớt lờ các vấn đề khu vực. Trong đó có cả việc Iran tài trợ cho một số nhóm vũ trang.
Các nhà hoạch định chính sách phương Tây làm vậy vì nghĩ rằng không thể ký kết một thỏa thuận kiềm chế hạt nhân và giải quyết những căng thẳng khác cùng một lúc. Do đó, phương Tây chọn phương án tốt nhất là nên tập trung đóng băng chương trình hạt nhân của Iran, rồi sau đó các nhà đàm phán trong tương lai sẽ giải quyết vấn đề khác. Nhưng cách tiếp cận hạn hẹp này không còn khả thi trong bối cảnh hiện nay. Chương trình hạt nhân của Iran đã được nâng cấp đến độ mà các biện pháp hạn chế và thanh tra minh bạch không thể khiến phương Tây và Israel giảm bớt lo ngại. Mỹ đã tự cho thấy là mình thất hứa. Điều này khiến châu Âu không thể thỏa thuận với Iran. Mặt khác, các quốc gia châu Âu cũng chứng tỏ là họ không thể thực hiện những hứa hẹn kinh tế với Iran mà không có sự chấp thuận của Hoa Kỳ. Khi JCPOA được hoàn tất vào năm 2015, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đánh giá thỏa thuận này là một tấm sét trắng, cho phép Iran can dự sâu hơn vào các vấn đề của khu vực Ả Rập và tạo điều kiện để nước này mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo. Kết quả là các nước Ả Rập thúc đẩy ông Trump từ bỏ hiệp định và ông ấy đã đồng ý một cách sai lầm. Nhiều năm sau, một số nước Ả Rập cũng nhận thấy việc hủy bỏ thỏa thuận là một sai lầm nghiêm trọng. JCPOA kết thúc đã khiến cho một Iran hung hăng hay lại mạnh tay hơn trong các hoạt động của mình. Tuy các quốc gia vùng vịnh không thể khôi phục thỏa thuận hạt nhân, nhưng những lo ngại của họ về Iran lại có thể hình thành một thỏa thuận khu vực trên thực tế. Để ngăn chặn Iran có bất kỳ hành động nào nhắm tới lãnh thổ của mình, các quốc gia vùng vịnh đã giao chiến với Iran theo một số cách chưa từng thấy kể từ đầu những năm 2000. Vào tháng 8 năm 2022, Kuwait và UAE đã khôi phục quan hệ ngoại giao toàn diện với Iran. Đến tháng 3 năm nay, Iran và Ả Rập Xê Út đã bình thường hóa quan hệ sau 7 năm xa cách, qua một thỏa thuận do Trung Quốc làm cầu nối. Các thỏa thuận này mang ý nghĩa vô cùng lớn, vì giờ đây, những nước hùng mạnh nhất Trung Đông, ngoại trừ Israel, có thể tiến hành đối thoại khu vực với Iran nhằm đạt được nhiều mục tiêu như tăng cường an ninh, mở rộng thương mại và thiết lập một khu vực phi vũ khí hạt nhân ở vùng vịnh. Tất nhiên, để đạt được các mục tiêu mong muốn thì vẫn cần sự cam kết đảm bảo từ phía Iran. Quốc gia này có thể rút hậu thuẫn đối với các nhóm dân quân phi nhà nước trên bán đảo Ả Rập. Đối lại, các quốc gia khác cũng cam kết không hỗ trợ cho những nhóm có thể gây bất ổn ở Iran. Cách tiếp cận này đòi hỏi các quốc gia ở rìa vùng vịnh đồng thuận hạn chế phát triển hạt nhân, bao gồm cả Iran. Nói rõ hơn là các quốc gia này từ bỏ vĩnh viễn hoạt động làm giàu uranium trên 5%. Tất cả các bên ký thỏa thuận có thể hình thành liên doanh trong lĩnh vực nhiên liệu hạt nhân và tạo ra một nhóm điều tra chung, giống như cách mà Argentina và Brazil đã làm vào năm 1981. Không giống như JCPOA, các điều khoản trong thỏa thuận khu vực sẽ thuyết phục Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân mà không cần phải tháo dỡ cơ sở hạ tầng. Điều này sẽ giúp xoa dịu nguy cơ Mỹ và Israel tấn công chương trình hạt nhân của Iran. Các nước Ả Rập ở vùng vịnh cũng muốn tránh sự căng thẳng này vì họ dễ trở thành bên bị thiệt hại trong cuộc đối đầu. Từ khu vực đến toàn cầu. Thỏa thuận khu vực rộng lớn có thể vấp phải sự phản đối từ những chính trị gia theo đường lối cứng rắn ở Iran, Hoa Kỳ và châu Âu. Một điều cần lưu ý là mối quan hệ thân thiện giữa phương Tây, các nước láng giềng với Iran đã không ngăn chặn được cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Cũng giống như việc nhiều nước châu Âu hội nhập kinh tế với Nga, nhưng cũng không thể thuyết phục Nga rút quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên, các mối quan hệ kinh tế sâu rộng có thể khiến chính quyền Tehran phải trả giá đắt nếu gây tổn hại cho khu vực. Khi sự tăng phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, những nước giàu ở khu vực Ả Rập sẽ có thêm đòn bẩy đối với Iran, nhằm buộc nước này kiềm chế chính sách thiếu chiến. Ngược lại, Iran sẽ có cơ hội xây dựng lại nền kinh tế của mình. Theo hai vị giáo sư Ali Faez và Falinas, họ đề xuất nên thực hiện một thỏa thuận khu vực trong các buổi gặp gỡ với giới hoạch định chính sách của Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và thậm chí là cả Iran. Ý tưởng này đã nhận được phản hồi tích cực. Các quan chức vùng vịnh còn bày tỏ là họ sẽ chấp nhận thỏa thuận khu vực nếu có thêm sự hậu thuẫn của Mỹ. Đối với Washington và các đồng minh, một thỏa thuận khu vực rộng lớn sẽ mang lại nhiều lợi thế. Thỏa thuận vừa đóng vai trò quản lý khủng hoảng, vừa giúp ngăn chặn Iran phát triển hạt nhân quân sự. Nói cách khác, thỏa thuận này bền vững và có tác dụng hơn nhiều so với JCPOA, cũng như rất khả thi trên thực tế. Đến đây, chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.